Hãy nhận lấy đòn nhện của ta đi, các chú nhện, ra đi. Những con bọ của ta sẽ tiêu diệt ngươi. Doraemon ơi, Doraemon ơi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu nè. Doraemon ơi, Doraemon ơi. Hả? Mimi à, em có Doraemon biết lại tâm sự với con mèo cái Mimi nữa hay sao? Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đó. Đúng là cái thứ mè gái mà, để mình có cách mình chọc mới được. À, có cách rồi. Chuột ơi, mau chạy tới nhét cái con mèo máy kia đi, phá vỡ cuộc nói chuyện đó đi chuột ơi. Thật ra bao lâu nay anh không coi em là bạn bè bình thường nữa, em hiểu chứ? May may à, nãy giờ anh nói với em có hiểu gì không? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau được chứ? Hả? Tiếng chuột ở đâu vậy? Hả? Cái gì vậy? Hả? Chuột. Mày mày ơi, sao tự nhiên bỏ chạy mất tiêu rồi? Trời ơi, cái con chuột đó thiệt đáng ghét, dám phá chuyện tình cảm của hai chúng ta. Thì ra là Nobita đã phá. Nobita, tại sao cậu làm vậy chứ? Cậu có biết là tớ đang định tỏ tình với Mimi hay không? Chúng tớ sắp yêu nhau rồi đó. Xin lỗi Doraemon nha, tại tớ có một tin rất hấp dẫn. Thấy cậu cứ quấn quýt bên Mimi hoài, tớ không thể nào nói với cậu được. À, tin hấp dẫn đó là sắp ra một bộ phim Người Nhện rồi đó. Bộ phim rất đặc sắc, chúng mình sẽ đặt vé đi xem nha. Trời ơi là trời, tưởng có chuyện gì, chỉ là một bộ phim mà phá vỡ tình cảm của người ta như vậy. Tớ còn có cái thứ khác hay hơn nữa, có thể nhập vai luôn Người Nhện đấy. Hả? Nhập vai luôn làm Người Nhện hay sao? Doraemon ơi, Doraemon ơi, mau lấy ra đi Doraemon. Cậu Doraemon phiền ơi, tớ quá đi mẹ, à. Tớ đi không mẹ. Thích cậu nè. Đừng giận tớ nữa mà, tớ xin lỗi. Cậu mà lấy ra đi, tớ chơi một lần thôi, tớ sẽ không bao giờ phá cậu với Mimi nữa đâu. Đi mẹ, Doraemon ơi. Nhức đầu quá, chịu thua cậu luôn rồi đó. Hay quá. Được, hay quá. Tớ được, sẽ được, lấy cho cậu rồi. Nhưng mà không được phá tớ với lại Mimi nữa đó. Đồng ý Doraemon. Để coi thử đâu rồi. À, đây, bộ điều khiển nhiệm vụ của Spider-Man. Wow, cái hộp này chơi như thế nào vậy Doraemon? Trời ơi, cái hộp này không phải để chơi đâu. Khi cậu đứng lên cái hộp này, cậu sẽ hóa thân thành nhân vật chính, Người Nhện, siêu anh hùng của chúng ta. Nhưng mà cậu nên nhớ rằng, chỉ có thể chơi khi tớ ở bên cạnh thôi. Nếu mà cậu chơi một mình, vô cùng nguy hiểm. Thôi Doraemon, cho tớ chơi đi. Cậu mau đứng lên cái hộp đi. Rồi, tớ đứng lên rồi nè. Để tớ bắt đầu khởi động cái hộp. Cái hộp sẽ biến cậu thành Người Nhện và sau đó bắt đầu nhiệm vụ. Wow, coi nè Doraemon, coi nè. Tớ đã đổi hình dạng rồi nè, có đẹp hay không? Quá trời quá đất luôn á. Bây giờ cậu là một siêu anh hùng Người Nhện, cậu có thể chiến đấu thực tế với lại kẻ xấu có rồi. Có được thực tế nữa hả? Đã quá vậy. Cậu hãy ra ngoài và chiến đấu đi. Tớ phải thử liền. Wow. Quá đã luôn á Doraemon ơi. Trời ơi, có thể chống lại với lại kẻ xấu nữa hay sao? Ôi, kẻ xấu đây rồi. Wow, thật là tuyệt vời. Từ nay bọn kẻ xấu các ngươi sẽ mãi mãi không còn chỗ đứng nữa, bởi vì ta là siêu anh hùng Người Nhện rồi. Nobita sẽ là siêu anh hùng. Thật là tuyệt vời quá, vậy mà Doraemon không cho mình chơi sớm. Không thể tin vào mắt của mình được. Trời ơi, quá đã luôn. Nobita đã biến thành Người Nhện rồi nè. Trời ơi. Đâu rồi, còn kẻ xấu nào nữa không ta? Quá đã luôn. Từ nay, thế giới sẽ mãi mãi được yên bình, sẽ mãi mãi hạnh phúc. Luôn có những siêu anh hùng thầm lặng như Nobita đây. Nobita à,
đến lúc về rồi. Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc. Ngắn như vậy thôi cho nó an toàn. Ta muốn chơi nữa. Ta muốn chơi nữa. Không chịu đâu. Cậu thiệt là nhức đầu quá Nobita ơi. Đã nói là chơi một lần rồi mà. Nhưng mà tớ đang vui mà. Cho tớ chơi thêm một lần nữa thôi. Nha, tớ hứa tớ sẽ không làm phiền cậu với Mimi đâu. Thậm chí tớ sẽ mua quà để cho cậu tặng Mimi nữa. Có thiệt không? Thiệt mà, tớ để một con heo tiết kiệm nhiều tiền lắm. Rồi, ok. Tớ sẽ cho cậu chơi một lần này nữa. Chuẩn bị nào. Đi thôi. Wow, lần này mình đã đi được xa hơn rồi. Để coi kẻ xấu nằm ở đâu. Kẻ xấu, hãy chờ đợi ta. Ta là Nobita Spider-Man đây. Siêu anh hùng sẽ xóa bỏ mọi cái ác. Còn 100m nữa thôi. Tới rồi. Các người hãy chết đi. Ha. Lần này ta sẽ xóa sổ lũ chúng bay. Đồ độc ác. Chết chưa. Chờ người các người chết nè. Những con bọ của ta sẽ tấn công các người. Wow, làm siêu anh hùng thiệt là dễ quá đi. Hả? Lại có thêm một bọn xấu nữa hay sao? Thế giới đúng là loạn lạc. Siêu anh hùng Nobita sẽ nhất quyết bảo vệ mọi người. Mọi người hãy chờ đó đi. Lần này thiệt là đã. Doraemon đã cho mình 2 nhiệm vụ luôn. Quá sướng. Chết đi, lũ bọn xấu. Các người phải bị xóa sổ. Wow. Đúng là người nhện. Những kỹ năng thiệt là đã. Không còn gì bằng nữa. Quá tuyệt vời. Thích quá. Lũ tà ác bọn mày không thể nào thắng được chính nghĩa đâu. Yeah, cuối cùng cũng đã dọn hết bọn chúng rồi. Nhưng mà trò chơi kết thúc rồi. Cậu về rồi phải không? Chuẩn bị thực hiện lời hứa đi. Doraemon ơi. Thôi, không cần nói nhiều nữa. Cậu phải giữ lời hứa của mình lúc nãy hứa với tớ đó. Bây giờ tớ phải đi mua quà cho Mimi để xin lỗi Mimi. Cậu phải trả tiền cho tớ đó. Doraemon ơi, cho tớ chơi thêm một lần nữa đi. Cậu ta đi rồi hả? Nhưng mà cái hộp vẫn còn đây. Hay là mình thử một lần nữa nhỉ? Không cần có Doraemon đâu. Tự một mình có thể làm được. Bắt đầu thôi nào. Wow, mình đang ở đâu đây? Sao khác lúc nãy quá vậy? Chuyện gì vậy? Ta sẽ giết lũ chúng bay. Người nhện à, người tới quá trễ rồi. Ta sẽ giết hết những người ở nơi đây, kể cả người luôn. Đúng là một kẻ xấu xa. Ta cần phải tiêu diệt ngươi. Ngươi là cái ác, mãi mãi sẽ bị đánh bại mà thôi. Nhảm nhí, nói nhiều. Ta không dễ dàng bị bắt như vậy đâu. Nhóc con, hay lắm. Cho ngươi chết nè. Cho ngươi chết nè. Thả ta ra. Ăn lợi hại quá. Lại đây nào bé con. Mày không thể nào thoát được đâu. Thả ta ra. Ta không khuất phục đâu. Ta sẽ đánh bại ngươi. Hãy nhận lấy đòn nhện của ta đây. Các chú nhện ra đi. Những con bọ của ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ngươi quá khinh thường ta đấy nhóc à. Hắn không xin gì hết vậy.
Dừng lại đi tên ve nằm kia. Ta là người nhện Doraemon đây. Ngươi sẽ bị đánh bại. Chuẩn bị nhận lấy kết quả của mình nè. Thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Doraemon ơi, cứu ta với. Doraemon ơi, ta sợ quá. Ai, Nobita, cậu là siêu anh hùng mà, có thể tự chơi trò chơi mà, bây giờ phải chịu trách nhiệm đi chứ. Doraemon ơi, mau đem ta về đi. Ai, được rồi, về thôi.